Đợt này em sẽ để được mấy đôi sao số dòng 14 zin này, số 4 cũng zin này, 94 cũng zin này, 27 cũng được một đôi zin này, 140 cũng được một đôi zin này, 501 cũng được một đôi zin này, 90 mấy 20, 11 cũng được một đôi zin này. Anh em thích cái dòng sao số thì anh em nào phải thực sự là kỹ càng thì anh em gọi cho em nhé. Cái dòng zin đấy là như cái dòng sơ sơ là như vậy. Đây 11 thì hình như là ở bên này, 11 đây, 11 đeo cái vòng xanh. 94 đây, 94 này biết ăn rồi nhá, đeo vòng xanh. Quá là ok. 94 đây, lên một con 94 này. Đây 140 đây. Anh em thích dòng 140 anh em. Quá đẳng cấp luôn. Đây. 11 đây. Rất là nhanh. Anh em nhé. Đây nữa. Rất là nhiều chim để cho các bác lựa chọn. À đây, đây mới là đôi 11 này. Để lại 11 ăn cứng đấy. Đôi 11 này tự mổ cứng tách ra rồi. Đây được đôi 76. Quá. Đi về thì khá là thiệt hại. Đôi 1.000 này đang đẻ rất ổn định. Tèo nó còn đực. Tèo nó còn đực. Bây giờ phải kiếm con đực khác ghép. Còn mỗi em cái này thôi. Vừa nhặt bỏ 2 cặp trứng. Đôi khi mà liếc camera cho các bác xem. Đôi 5 cộng 1 này bắt đầu lại đại đẻ rồi. 1 cộng 5, 5 cộng 1 bắt đầu đi đẻ. Bắt đầu đẻ trứng mới. Đấy. Đôi này là đôi gì đây? Đây được một đôi 15 zin này anh em. Dòng 15 là dòng tổ của âm đồng luôn này. 15 zin. 15 zin này trong cái video này em khuyến mãi em để cho anh em nhé. Em để cho anh em với cái mức giá bất ngờ luôn. 800k. Đó. Vì sao em lên ba cái video này em để cho anh em bất ngờ, bởi vì là 3-4 ngày vừa rồi em đi trải nghiệm với cùng gia đình, đi Sapa, đi Bắc Hà. Em ra là cũng không lên được video nào cả. Kênh nó cũng có phần là bị nguội. Thì em muốn là lên để cho các bác các bác xem. Đó, đôi 14 này, 14 zin nhá. 14 zin nở đúng vào ngày sinh nhật em là ngày 26 tháng 5 này. Đôi 14 này anh em nào bón được em để cho anh em 700k nhá. Dòng 14 15 là dòng tổ của dòng đồng diều rồi. Anh em cứ yên tâm là như vậy. Đây được 150 đang tầm zin. 150 này thì để lại. Nói chung dòng này thì nó rất là đạt. Đấy, nó còn nụ để cho nó gây thêm một vài đôi nữa. Đây 1.000 này là đôi zin này, bố vừa mới gọi là tèo rồi, đi một chuyến du lịch đím một con bố là phải kiếm con bố khác để ghép lại.
1.000 này thì rất là hay. Bác nào bón được cái đôi 1.000 này em để hữu nghị cho anh em nhé. 700k này, cực kỳ hữu nghị luôn. Chịu khó bón một tí, chim rất là thuần luôn. Zin đôi. Đó. Ngắn gọn vậy thôi. Chứ còn chú Thao thì không lúc nào là hết chim cả. Lúc nào cũng rất nhiều chim. Chim mới tách cũng có, chim mổ cứng có, chim đang bón. Và thậm chí là trứng chim cũng bón. Trứng chim vừa rồi em để cho cái bạn cái hai cái quả trứng mổ mỏ em lên video đấy, là hôm qua thấy bạn phản hồi là bạn bắt ra bón rồi. Rất là may mắn, là chứng tỏ là cái kinh nghiệm khi mà bán trứng chim cho các bác là em lên bán ở cái giai đoạn trứng nó mổ mỏ rồi. Không bán trứng trắng nhá. Em quan điểm là em không bán trứng trắng. Cứ trứng mổ mỏ là em bán cho các bác. Thế là các bác không có thể là thắc mắc gì được cả, bởi vì là trứng mổ mỏ rồi là nó mình không quan tâm đến cái chuyện là có phôi hay là phôi thế nọ thế kia cả. Các bác có vú nuôi, các bác cứ đến cái ngày thứ 12 trứng bắt đầu nó nứt mở vỏ rồi thì các bác mua trứng của em là em gửi cho các bác nhé. Đấy là ngắn gọn thế thôi. Còn để các bác lên một vài mã để cho các bác xem, các bác lựa chọn. Chứ còn các bác mà thích cái dòng nào các bác cứ gọi điện cho em, các em tư vấn. Đấy, đây. Chim nhà em nuôi là nuôi thực tế luôn. Đấy. Tất cả những cái này là đều là phải có ghi chép lại. Đấy. Từng mã lồng đây. Chim là theo đôi hết. Đấy. Con nào lẻ là tính lẻ, con nào đôi là tính đôi. Báo cáo các bác là như vậy. Chim nuôi này em cứ bón từ nhỏ lên thôi. Về các bác là đảm bảo các bác là lên chim khách hết. Các bác mà cứ mua chim của chú Thao là toàn bộ là toàn lên khách hết, vì em cam kết là chim nhà em là chim nuôi từ nhỏ bón thuần. Đấy. Như vậy là cái giá trị của em mang lại là độ thuần và chim rất là hay gáy nha các bác nhé. Đây được một đôi số 5 này, âm rất tốt này. Số 5 này chưa bón được, hơi nụ. Đấy. Khả năng cũng bón được rồi, bác nào bón tốt tốt thì bón được rồi. Số 5 này là bầu đồng rất là hay luôn. Đôi này anh em nào bón được thì để cho anh em lấy cái giá hữu nghị nhá. Hữu nghị 900k luôn. Khẳng định luôn, nếu mà biết mổ thì các bác xem có những video em bán tầm 1.500.000, 1.800.000 là chuyện bình thường. Mới đi du lịch về thì thôi rộng rãi cho anh em tí, anh em xem kênh cho nó bỏ. Không lại bảo chú Thao dạo này chú bỏ nuôi chim cú gáy hay là thế nào mà không thấy đăng bài, thực ra là rất là nhiều. Đăng thì thực ra là mọi người đều biết là chú Thao hoạt động gần 20 năm nay rồi. Nhà hàng nghìn gọi là chim cu chứ không phải không. Đây. Đôi này, đôi 94 này là lại tách con lại đi đẻ rồi đây này, hai quả. Đấy, còn đôi 181 này. 181 này được một đôi zin nhá. 181 này được một đôi zin. Đấy. 181 này để cho anh em hữu nghị 600k nhá. Dòng này rất là hay luôn, nhưng mà để cho anh em cực kỳ hữu nghị luôn. Đây trên này cũng được một đôi nữa này. Đôi này là đôi Ôi. Điện thoại hết pin, hết đèn flash. Đấy, thì sơ bộ vậy thôi. Số của chú Thao là 0335305982. Các bác cứ kết nối. Một là các bác xem có cái mã video nào các bác thích. Hai là các bác thích cái dòng như thế nào. Chim khách hay chim bố hay chim mái hay trứng chim hay chim non hay chim bón. Nghĩa là với cái công suất của em là mỗi một ngày là em nở từ 2 đến 3 đôi chim. Thì các bác biết là em không hề thiếu chim. Và em sẽ bón từ lúc đó. Còn anh em gọi là bán dần cho anh em cho đến lúc nó gù căng thì quan điểm của em là ít và chất lượng uy tín gây dựng mãi mãi, đâm ra là các bác các chú các ông yên tâm là kết nối với trang trại của cháu Thao, là một cái trang trại nó thực tế, có nghĩa là mình nuôi và mình gọi là gây dựng trang trại và tạo ra những cái giống chim, những cái cặp chim rất là đáng để cho các bác nuôi. Một lần nữa cháu Thao và em Thao xin để lại số điện thoại là 0335305982. Các bác có thể gọi để tư vấn và kết nối cũng như là mua những chú chim cu gáy. Mà chỉ chuyên chim cu gáy thôi nhé. Em chỉ chuyên chim cu gáy thôi. Không có chào mào, không có chòe than hay là cái loài chim khác cả. Các bác nào fan về dòng chim gáy thì có thể đăng ký kênh để theo dõi. Đấy, duy trì rất là lâu rồi. Nên là các bác cũng xem kênh thì các bác biết. Đó. Xin chào và hẹn lại các bác.